Điểm tin hot trong tuần, Trường Giang dính phốt coi thường phụ nữ, Ngô Kiến Huy lần đầu trải lòng khi bị đồn chơi đồ. Sau màn cởi đồ bị cho là phản cảm của hiếu thứ hai, Trường Giang lại bị chỉ trích khi có phát ngôn xem thường phụ nữ. Cụ thể trong clip hậu trường hai ngày một đêm, Trường Giang đã có lời bình phẩm về ngoại hình của nhiều nhân viên nữ khi đặt ra câu hỏi, nếu phải tồn tại trên trái đất này với một người phụ nữ, em sẽ chọn ai để duy trì nòi giống? Dù chỉ là đùa vui nhưng lời nói của Trường Giang khiến nhiều khán giả cảm thấy khiếm nhã. Nhiều người cho rằng Trường Giang đùa cực quá trớn, không tôn trọng các nhân viên nữ cộng đồng mạng gây gắt bày tỏ phụ nữ không phải để đàn ông lựa chọn và đem ra làm trò đùa. Cùng là thành viên trong hai ngày một đêm, Ngô Kiến Huy lần đầu tâm sự về khoảng thời gian anh giảm cân để đóng phim nhưng bị đồn thổi là chơi đồ. Anh nói, mình từng bị body shaming, người ta bảo là ăn nhiều rồi mập làm sao đi sâu, đến lúc giảm cân còn 59kg thì họ lại bảo mình chơi đồ. Khắc phục thân hình gầy gò, Ngô Kiến Huy chăm chỉ tập luyện để đạt cơ thể săn chắc như hiện tại. Ngoài ra, chàng nam ca sĩ hiền lành còn gây bất ngờ khi chia sẻ về những góc khuất trong quá khứ bị nói nhờ lấy anh Tú mới đẹp, Diệu Nhi lên tiếng phản pháo. Cụ thể, trên trang cá nhân, bà xã anh Tú xả loạt ảnh diện quần áo gợi cảm hết nấc. Trong số đó, một vài cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên sau khi lấy anh Tú thì nhan sắc đã thăng hạng rõ rệt, lấy chồng mới đẹp lên. Trước những ý kiến này, Diệu Nhi bày tỏ thái độ vừa hài hước vừa trực tiếp phủ nhận, sao mọi người nói vậy? Mình đẹp từ lúc trước khi có chồng rồi mà, chớ có phải lấy chồng mới đẹp đâu ạ. À? Phụ nữ làm đẹp vì yêu bản thân, hãy yêu bản thân trước tiên nha chị em. Câu trả lời thuyết phục và việc khẳng định phụ nữ phải yêu bản thân của Diệu Nhi nhận được sự đồng tình của hội chị em. Bị mỉa mai dựa dẫm nhà vợ, Tuấn Hưng đáp trả ra sao? Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa, Tuấn Hưng còn có gia đình viên mãn bên vợ đẹp con ngoan khiến công chúng ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, nhiều lần Tuấn Hưng đăng bài viết khen vợ xinh đẹp, giỏi giang. Tuy nhiên, điều này lại khiến một bộ phận khán giả cho rằng nam ca sĩ đang nịnh hót và dựa dẫm vào nhà vợ. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội để lại bình luận kém duyên, an ban nhà vợ và nói đạo lý đang là trên bình luận trên khiến tuấn hưng tức giận thẳng thắn phản hồi có vợ mà bám là tốt phước đấy nam ca sĩ còn khẳng định bất hạnh của người đàn ông là lấy phải một người vợ không biết vun vén cho gia đình phản hồi của tuấn hưng nhận được nhiều bình luận ủng hộ từ khán giả ca sĩ tuấn hưng và hương baby kết hôn sau thời gian dài tìm hiểu bà xã sinh cho nam ca sĩ ba con đủ nếp đủ tẻ bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện này